Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa. Như vậy là sau 2 ngày táo tợn dùng súng tự chế vào cướp chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thì vào ngày hôm nay chân tướng của hai đối tượng manh động này đã lộ diện. Và sau khi bị cơ quan chức năng tóm gọn, chúng tiết lộ đã mất một thời gian khá dài để có thể lên kế hoạch và cướp đi hàng tỷ đồng tại ngân hàng này chỉ trong vài phút đồng hồ. Đối tượng được xác định là Trần Hoàng Nhật Hùng, 36 tuổi và Đàm Minh Quang, 30 tuổi, cùng trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Nghi can Hùng còn khai nhận, anh ta là người trực tiếp lên kế hoạch trước 4 tháng và tự chế tạo súng để thực hiện vụ cướp nói trên. Nhiều ngân hàng được chọn, nhưng sau đó cả hai quyết định ra tay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh tại thị xã Ninh Hòa. Các nghi can cất giấu khung khí và tiền ở 4 địa điểm. Khám xét các nơi này, công an thu giữ 6 khẩu súng tự tạo, 50 viên đạn và một số dụng cụ để chế tạo súng, 8 đôi găng tay và 3,7 tỷ đồng tiền mặt. Theo cơ quan chức năng, động cơ vụ cướp xuất phát từ nguyên nhân đối tượng nghiện ma túy, ăn chơi và tiêu dùng cá nhân. Ngoài số tiền 3,7 tỷ đồng thì Hùng còn khai rằng là đã đưa cho vợ một số tiền để trả nợ và cả hai còn mua ma túy để sử dụng. Cơ quan công an đang cho rà soát lại tất cả các địa điểm cũng như là truy thu số tiền còn lại. Về số tiền bị cướp thì lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông tin tổng số tiền bị cướp là 4,5 tỷ đồng. Vâng, cơ quan chức năng cũng tiết lộ tại sao lại nhanh chóng bắt được hai đối tượng này. Đó là sau khi xảy ra vụ cướp, họ đã sàng lọc đối tượng và đưa Hùng và Quang vào diện nghi vấn. Hai nghi can có nhiều biểu hiện bất thường như là vắng mặt tại nơi ở, tắt điện thoại. Và đến 15 giờ chiều ngày 6 tháng 9, các trinh sát phát hiện là Quang và Hùng đang ngồi uống rượu cùng với 4 người khác ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Và lúc này, các trinh sát đến mời tất cả về trụ sở công an làm việc.